Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc thì nghệ sĩ piano nổi tiếng của Trung Quốc Lang Lang đã có một buổi biểu diễn đầy ấn tượng tại chính trụ sở của tổ chức này. Thế giới. Thưa quý vị khán giả, tôi rất vinh dự được mời lên sân khấu sứ giả hòa bình trẻ tuổi nhất của Liên Hiệp Quốc, cũng như nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng nhất hành tinh Lang Lang. Lang Lang cũng đã là đại sứ của Quỹ Trẻ Em Liên Hiệp Quốc UNICEF trong 10 năm qua và anh dùng tài năng âm nhạc của mình để gây quỹ cho tổ chức này. Lang Lang sinh ra tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc vào năm 1982. Anh sớm được học piano và luôn được cha mẹ khích lệ và tạo điều kiện. Anh từng tham gia trình diễn trong nhiều dàn nhạc danh tiếng của thế giới. Buổi hòa nhạc kỷ niệm 69 năm thành lập Liên Hiệp Quốc còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ khác, ví dụ như nam ca sĩ Sting của Anh.